ứng cử viên Trần Văn Minh. Và chúng tôi xin giới thiệu ứng cử viên Đào Bích Ti. Và chúng tôi xin giới thiệu ban tổ chức bầu cử anh Nguyễn Mạnh Chí là trưởng ban, anh Lê Đức, luật sư Nguyễn Quốc Lân là cố vấn của ban bầu cử, cô Võ Thị Hoa, Võ Hồng Hoa và cô Ngọc Thanh và anh Ngô Thiện Đức. Và đến đây chúng tôi xin được giới thiệu thành phần của ban phối trí. Xin kính mời tất cả quý vị trong ban phối trí đứng lên. Và kể cả thành viên còn hai người là anh Billy và cô Thu Hà. Kính thưa quý vị, đến giờ phút này có nhiều người vẫn hỏi ban phối trí là cái gì vậy? Thật sự nếu quý vị đọc ở trong cái điều lệ bầu cử, ban phối trí là đại diện của 94 hội đoàn đã tín nhiệm hội đồng liên tôn để tổ chức cuộc bầu cử. Và chúng tôi là cái ban thường vụ, là cái cạch nối. Cái nhiệm vụ của chúng tôi được bầu ra để làm hai việc. Việc thứ nhất là yểm trợ ban đại diện cộng đồng, và cũng là cái nối yểm trợ cho ban đại diện cộng đồng phải có sức mạnh của hội đoàn. Chúng tôi là những người liên lạc với hội đoàn để yểm trợ, cũng như tình trạng bao nhiêu năm qua khi một cái ban chấp hành được bầu ra, chúng ta bầu ra xong rồi thôi họ làm đấy 5 người 7 người, và cái này để tránh tình trạng đi vào cái xe cũ. Đó là cái sự hình thành của ban phối trí. Cái việc thứ hai, ban phối trí chúng tôi sẽ quan sát và khuyến cáo ban đại diện nếu có những trường hợp vi phạm về trong những cái nguyên tắc của bản nội quy. Cái thứ nhất là tôi lợi dụng cái giờ phút này để trình bày tất cả mọi việc. Và cái hôm nay là xin kính mời tất cả quý vị ngồi xuống. Ở trong ban phối trí có gồm cá nhân tôi, Nguyễn Phục Hưng, ông Hoa Thế Nhân, bà Trần Thanh Hiền, ông Phạm Trần Anh, bà Dương Trang, ông Ngô Thiện Đức, anh Billy Lê và cô Nguyễn Thu Hà. Xin lỗi, tôi thiếu một người là vì hiện nay không có mặt ngay đây, là ông Hứa Trung Lập.